Rồi, bây giờ mới quay này. Ừ, bữa nay chắc là quay hết cái tòa. Ừ, đấy, cái này đẹp không? Lấy toàn cảnh luôn này. Toàn cảnh luôn này. Nhìn mù của Bình Nhuận. Đúng vậy, nhìn đẹp hơn. Cái tao mặc quần thôi rồi có mù mày. Ủa sao mấy bữa đồng phục mà sao giờ không bán? Các cô thỉnh thoảng hôm nào quay mà. Đấy, quay này, quay được toàn cảnh luôn này. Đấy, hết luôn đấy. Hết luôn nè, hết đến bà đậm luôn á. Đấy, Tâm nè. Bọn Mỹ này này rồi nè. Quay xa đâu, sao đâu, cô quay xa. Cô đứng tê tới. Đứng chút nào. Đây, Tâm. Để xem xem. Đây, đây, quay được toàn cảnh đó, được toàn cảnh rồi đấy. Nhưng mà cô để im cái điện thoại. Để yên đấy nhá. Đừng có để yên nhá. Để yên. Ê, ai ạ, cái gì? Đổ nước. Đây là toàn cảnh luôn này. Đây cái hà này, quay đến hà này. Mà cô để ra đây một chút cái điện thoại được không? Nè. Mà điện cũng không được đèo lắm, nó mới đứng trên đầu ấy. Đó là ba cành này. cái nhìn ai quay làm cái gì không biết. Nhìn cái nhuận. Cô quay cũng có chuyện, cũng làm YouTube á mà. Không, không nào để đồng khủng lắm, năm mày quay làm tubi đẹp hơn. Nó quay này là người nọ mặc áo họ áo kia không có đẹp. Biết chừng nào mấy dòng nó phởi rồi. Mấy bữa nữa nó lại quay mà. Sao cô phát trực tiếp được mà, có sợ cô phát trực tiếp. Nó xấu. Nhìn ý là toàn những đứa lộn xộn, mặc áo lộn xộn. Đấy là chủ yếu nhảy đều chứ. Không, ba này nó nhảy đều à. Con Mỹ nhảy tạm được, Mỹ cái hà. Quần đùi mới áo cam đó. Quần đùi với áo cam là áo nào, Mỹ áo trắng hay là áo phun là đẹp em. Quần đùi với áo cam đó đẹp lắm này. Thôi nhảy qua mà chả thấy eo không. Nhảy này đâu eo cho mày. Nhỏ 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 đâu thì chú. Nè cô quay này, quay quay. Chỉnh hết rồi hả? Nhận đến nhận ra ta cho sự này.